Vâng, em xin chào các anh. Này, nay thì em lại đây xả một cái con súp Yamaha về các bác anh em thợ chúng ta dọn nhé. Đây, lo súp Yamaha đấy nhá. Đây, con này thì về đây. Tất cả những cái dòng Yamaha này về thì là gân của nó sẽ mục hết. Này, và các bác về các bác sẽ phải thay gân. Này, tất cả các cái này đều về để phải thay gân hết nhé. Này. Gần nó là gần mút xốp thì lâu năm thì là nó nước hơi nước nó vào, hơi ẩm nó vào, rồi cộng thêm với nhiệt độ thay đổi liên tục đấy, nó mủn hết này. Đấy, nó chỉ còn trơ lại cái vành bên ngoài như này. Đi về mình sẽ phải gắn lại cái gân vào đây. Đấy. Thì cái gân này thì nó như một cái nhông xích của cái xe máy thôi. Đấy, lâu năm thì mình phải thay đi để cho nó máy hoạt động tốt thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến chất âm của loa cả nhá. Đấy. Đấy. Đây là con súp SWK70 này. Đấy. Đấy, con này thì về thì đây trong quá trình vận chuyển về thì nó đây nó hơi bị va một tí với cái lúc mà vận chuyển thì chẳng may nó kiểu như bọn 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 bưu điện nó lại chuyển đúng lúc trời nó mưa, thế là có tí nước mưa nó lại dính vào cái loa này đây, thế là nó hơi bị đây các bạn nhìn này, nước nước nó vào nó hơi bị ấy cái đáy này một tí này, hơi bị ấy cái đáy một tí. Đây phần bên này nó hơi bị ấy ra một chút, hơi bị nở ra một tí đấy. Đấy thì cái này về thì nói chung là mình xử lý cũng đơn giản thôi. Đây có cái mùn cưa đây thì các bác chai vào cái khe này, xong rồi là mình bơm 502 vào đây là nó chắc lại thôi. Cái này chắc là em nghĩ là cái này là các bác cũng thừa biết, em cũng không phải phải chỉ nhiều các bác đúng không? Thì anh em thợ mà xử lý cái này chắc là em nghĩ là mọi người biết rồi. Đấy thì cái mua cái nọ cái 52 khoảng cái nọ khoảng 10.000, cái nọ to 10.000 nó có mà chặt tẹt 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 nhè vâng. Mấy cả sang mấy cái chỗ các bác xưởng mộc xin các bác cái ít cái mùn cưa về thì có mà, hoặc là đi mua đến 5.000 mùn cưa thì có mà dùng dùng nhòe luôn. Đấy. Ok luôn nhá. Đấy, đây con Yamaha SWK70 đây. Con này thì em cắm điện thì nó đã vẫn vẫn lên điện bình thường nhá. Vẫn điện bình thường. Đây, bát nó đây. Đây, bát Yamaha, bát bát khủng cực đi luôn. Đây, có thấy không? Đấy. Bát của súp này. Đấy, khủng. Tên tập Zin Test nhé luôn nhá. Zin Test luôn. Súp Yamaha SWK70 các bác về tự dọn nhá. Đây. Những cái gì cần nói thì em nói hết rồi. Các bác về các bác tự dọn nha. Vẫn đi lại bình thường các bác nhá. Này. Nó hơi xa các bác chờ em tí. Đây trước trước khi mà test cái cặp cái điện cho các bác nha thì đây. Em quay cho các bác xem nội thất bên trong luôn này. Đấy, súp trước rất khủng. Đấy. Rất khủng luôn các bác nhé. Đấy. Đấy, nguồn cái thứ đây quá khủng luôn các bác nhé. Đấy. Còn mới nó các bạn mạch mic cũng rất là mới. Đấy. Đẹp keng luôn. Đấy, bây giờ các bác chờ tí em cắm cái điện đi đây nhá. Đây được chưa, điện vẫn vào bình thường nhá. Đấy. Đấy, nói chung con này thì em bán thanh lý thôi. Em đấy em chỉ biết là cắm điện lên là nó vẫn vào và đấy tình trạng như vậy nhá. Các bác về có gì được các bác dọn thêm nhá. Đấy, các bác dọn thêm nhá. Súp xiếc này. Đấy, cái này em bán coi như là không biết sống chết như nào nha. Đấy mặc dù là nó vẫn lên điện này thôi. Em bán cái này là bán về anh em chúng ta tự dọn nhá. Đấy. Đấy còn sau khi mà dán gân dán kiếc xong thì các bác test tiếp thêm nó như thế nào thì ấy nhá. Đấy con này em bán với giá là đi bình thường là những con này là khoảng 2 triệu 8 nếu mà chạy ok và gân kiếc đã dán xong rồi và thùng thiếc là đẹp nhá. Thì con thùng này lại như thế thì thôi em bán thanh lý là 1 triệu 8. Đấy, bác nào mua thì liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 097 989 1682 để mua hàng nhé. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé. Xin chào các bác ạ.